Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách tách nền của một hình ảnh bất kỳ thông qua website remove.bg, đúng không ạ? Và một cái ứng dụng nữa là Photoshop. Thì thông thường nếu như bạn tách nền bằng Photoshop chẳng hạn thì nó sẽ rất là lâu, bằng cách thủ công thì nó sẽ khá là lâu. Còn bạn sử dụng cái ứng dụng remove.bg này thì nó tách nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nó chỉ cho phép bạn tải miễn phí ở cái bản xem trước thôi, đúng không ạ? Đây, ví dụ tôi sẽ lấy một cái bức hình ví dụ cho bạn. Đây, ví dụ như cái bức hình này thì nó chỉ cho bạn tải về cái hình ảnh là 500x500 này, đúng không ạ? Đó, nó chỉ cho bạn tải cái chất lượng thấp thôi. Còn cái hình ảnh full chẳng hạn thì bạn phải đăng nhập tạo tài khoản, đúng không ạ? Đây, cái giá của nó rất là cao. Đối với những cái tài khoản mà trả tiền này thì giá nó dễ rất là cao, đúng không ạ? Đối với tài khoản free thì nó sẽ cho bạn tải một cái bức hình full và 50 cái bức hình mà review, là cái bức hình mà lúc nãy chúng ta xem trước đó, đúng không ạ? Cái bức hình này nó sẽ cho chúng ta tải bức hình này về. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái nền tảng remove.bg và Photoshop để tạo ra một cái hình ảnh tách nền một cách nhanh nhất và nét nhất, thì xin mời bạn xem cái video này. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì như thông thường thì bạn hãy tải một cái bức hình lên remove.bg, đúng không ạ? Ví dụ như tôi tải cái bức hình này, sau đó chờ để cho nó tách nền và chúng ta sẽ tiến hành tải cái bức hình này về. Rồi, tiến hành download. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bật phần mềm Photoshop lên và chúng ta mở cái bức hình lúc nãy chúng ta thêm vào, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ mở cái bức này lên. Thì cái chất lượng của hình này thì nó là 1280x1280, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta mở khóa ra, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo chúng ta play vào cái bức hình mà chúng ta vừa tải về ở trên remove.bg. Đây, nó là bức hình này đây, đúng không ạ? Tiếp đến thì chúng ta sẽ kéo cho cái hình ảnh này full ra, đúng không ạ? Chúng ta click enter. Bạn có thể sử dụng đồng thời phím shift alt, đúng không ạ? Ctrl T này. Rồi, chúng ta sử dụng đồng thời phím alt và phím shift để chúng ta giãn nó ra. Đó. Giãn sao cho nó trùng với cái đường line, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta nhấn Ctrl và click vào cái hình thumbnail này này. Đó, để chọn vùng chọn, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì các bạn ẩn cái vùng chọn này đi, đúng không ạ? Ẩn cái bức hình đầu tiên đi, các bạn lựa chọn sang cái bức hình bên dưới này, cái hình gốc này, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo các bạn nhấn đồng thời phím Ctrl Shift Y để đảo ngược vùng chọn. Rồi, tiếp đến thì các bạn sẽ sử dụng tẩy này, các bạn tẩy hết đi. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có một cái bức hình nét. Đó, chúng ta tẩy hết đi. Rồi, ok, chúng ta sẽ lưu lại nhé. Lưu lại, chúng ta sẽ lưu vô download luôn, đúng không ạ? Rồi, các bạn lưu dưới dạng PLG. Ở đây tôi sẽ thêm chữ HD vào. Rồi, lưu lại này, nhấn ok. Rồi, chúng ta cùng xem cái chất lượng của hai cái hình ảnh này nhé. Đây là một cái hình ảnh HD, đúng không ạ? Còn đây là cái hình ảnh mà chúng ta tải về trên remove.bg. Đó, thì các bạn có thể thấy rõ sự khác biệt. Đó, cái này là 1280x1280, còn cái này chỉ là 500x500 mà thôi. Đó, chúng ta cùng thêm vào. Đó, đúng không ạ? Chúng ta cùng thêm vào Photoshop này. Chúng ta mở cái bức hình. Đây, cái này 100% đúng không ạ? Tỷ lệ 100% nó chỉ có chừng đây thôi. Còn đâu cái này tỷ lệ là 33,3%. Nếu mà 100%, đó, các bạn sẽ có một cái bức hình chất lượng và nét hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng
Remove.bg và Photoshop để có thể tạo ra một cái bức hình tách nền với chất lượng rất là cao. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.